đây thì tụi mình đi shopping cho mùa Noel. Thì các bạn thấy không khí Noel ở đây rất là đông nè các bạn. Thấy chưa? Hôm nay là bắt đầu có cái cây thông lớn nhất của Toronto ở đây rồi nè. Rồi bên đây người ta có làm con thu này nọ nữa, rất là đẹp, và người đi mua sắm rất là đông bởi vì cuối tuần này là Black Friday. Thì tất cả đồ giảm giá ở đây đó các bạn, tất cả đồ thì là giảm 50%. Nên bây giờ tụi mình cũng sẽ đi shopping các bạn nha. Mời các bạn theo chân hai vợ chồng mình. Hôm nay hai tụi mình đi làm về và có cái ngày sale Black Friday ở Canada và ở Mỹ, thì tụi mình cũng đi làm về đã mệt rồi nhưng mà cũng ráng đi một vòng để mua đồ. Và đây lên thì mua được một cái quần và một cái áo. Bây giờ đây lên đang tính tiền. Ta-da! Uh-oh! You cover me. À, thì tụi mình đi vô tiệm Uniqlo và mua được đồ rồi. Thì bây giờ đi xem cái đồng hồ cho mình. À, các bạn, hai vợ chồng mình đi làm về, đi dạy học về là đã mệt rồi, nhưng mà vẫn cố gắng đi để xem coi có đồ giảm giá gì không thì để mua. Thì có thấy đồ Uniqlo là đồ của Nhật thì có giảm giá nè. Rồi một số đồ mỹ phẩm này nọ. Rồi bây giờ mình đi kiếm thử coi cái đồng hồ Swatch của Thụy Sĩ có giảm giá không thì mình mua. À, các bạn thấy bây giờ là cũng là không khí sắp tới Noel rồi, người ta đi mua đồ cũng rất là đông nè các bạn. À. Oh, và người ta bắt đầu trang trí Noel rồi nè các bạn. Đó, đèn nè. À, bây giờ thì các bạn thấy là nữ trang nè thì cũng giảm 25%, nhưng mà mình không thích nữ trang ở Canada nha. Nữ trang ở Canada rất là già, mình không thích cái kiểu rất là già. Ở đây mình thích mua đồ nữ trang của châu Á nè, của Hồng Kông này nọ nè. Còn quần áo thì tụi mình hay thích đi mua Uniqlo của Nhật bởi vì size của mình với Dylan cũng là size nhỏ. Wow, chỗ này bán bánh nè, nhìn hấp dẫn chưa. Wow, cây thông bằng giấy nè, đẹp chưa các bạn. Mà ở Canada rất là thích là khi mà người ta giảm giá, người ta sale là sale thật sự nha các bạn, chứ không phải là người ta lên giá rồi người ta giả bộ sale. Nên là hôm nay mặc dù đi làm về rất là mệt rồi nhưng mà cũng cố gắng đi để mua được một cái áo và một cái quần cho Dylan. Bây giờ đi kiếm cái đồng hồ mua cho mình. Ở đây cũng có bán đồng hồ nè Dylan. Ở đây đồng hồ cũng đẹp nè. But I just want a swatch. Do you have any store clothes here? Đó, các bạn thấy không? Nè, giảm giá 30% nè. Mà mình giảm giá thì mình chỉ mua đồng hồ với quần áo cho Dylan đi làm thôi. Còn thật ra mùa đông ở đây mình không thích mua đồ, bởi vì mùa đông ở đây á, mặc đồ nào cũng giống đồ nào. Nếu mà mặc đồ mùa đông cái xong bên ngoài khoác cái áo bên ngoài, ví dụ khoác cái áo khoác lạnh bên ngoài thì người ta cũng đâu có thấy bên trong mình mặc cái gì đâu, nên mình cũng không nhất thiết. Vô đây coi thử nè anh ơi. Vô đây coi thử đồng hồ coi. Còn bây giờ thì tụi mình đi vào tiệm Lego nè các bạn. À, bây giờ tụi mình kiếm thử
để mua quà cho mấy em bé. Có Batman nè, rồi có công viên khủng long nè. Và đây có chỗ cho các bạn nhỏ chơi nữa nè các bạn. À, what do you think, honey? Oh. What do you think? Hồi nhỏ mình rất là mê logo luôn á các bạn. Mà hồi xưa logo ở Việt Nam rất là mắc so với lại cái đồng lương của người Việt mình. Nên hồi nhỏ mình chơi logo không có nhiều, mình chỉ có một hai bộ thôi. Còn bây giờ nếu mà đi qua Canada mà làm việc ở đây mà Lego thì không có mắc so với cái đồng tiền ở đây nha các bạn. Lego thì các bạn thấy là khoảng 19 đô nè, 50 đô nè. Thì cũng như là 19 ngàn, 50 ngàn á. Cũng giống như là ở Việt Nam mình vậy đó. À, thì bây giờ mình sẽ lựa một vài bộ logo. Nè các bạn, còn ở đây là bộ Lego lớn nhất tại đây nè. 900 đô nè các bạn. À, wow. Cuộc chiến những vì sao Star Wars. Wow, so cool. À, thì mình đi vô đây lựa quà cho mấy em nhỏ ở Việt Nam của mình. Nhưng mà mình sẽ bí mật không cho các em biết là mình mua gì. Oh, it's like a guessing game. So cool. So you can guess who it is, so you play. Còn cái này là đoán nè, chơi đoán người, đoán hình nè. Ồ, có cái xe bus nữa nè. Hello, em Paul và em Sushi. Chị My đã mua cho hai đứa đồ Lego nè. Hai đứa đoán thử coi chị My mua cái gì cho hai đứa nha. Kỳ này giờ sẽ có quà cho hai em nha. Đi. Rồi bây giờ đi tiếp. Đi đến đây tính mua cái đồng hồ hiệu SWAT của Thụy Sĩ. Mà lên mạng hồi lúc trước mình tới mình có thấy, nhưng mà bây giờ lên mạng tra thì cái tiệm đó nó đóng cửa rồi. Nên bây giờ phải đi vòng vòng coi tiệm khác. Đã các bạn, đây là các em bé nè, tới chụp hình với ông già Noel nè và nói chuyện với ông già Noel, xin quà ông già Noel nè. Thì ông già Noel sẽ nói, sẽ cho quà các bé nè. Đó. Đó, các bạn thấy cây thông nè, to ghê chưa. Năm nay thì người ta làm cây thông màu đỏ, năm ngoái thì người ta làm cây thông màu xanh lá cây. Bây giờ tụi mình ghé vào đây mua đồng hồ cho mình trước. Bạn, tụi mình mới ghé vào tiệm đồng hồ SWAT và mình mua được cái đồng hồ này của mình nè, các bạn thấy đẹp không? Màu hồng, rồi có mua thêm cái lục lạc nữa. Và ở đây thì được bảo hành 2 năm, trong vòng 2 năm thay pin hoặc là có hư cái gì đó thì chỉ đem cái hộp đến và thay thôi. Và không có cần phải đi ra ngoài sửa hay thay pin gì hết. Wow, ở đây quay lại cho các bạn coi cây thông nè, đẹp ghê chưa? Thông to là to luôn. À, bây giờ mình sẽ chụp hình với cây thông này nha các bạn. Nè các bạn thấy cây thông nè, lớn không? Cây thông từ trên cái nóc nhà của tòa nhà đi xuống lầu 2, lầu 3 luôn nè các bạn. À, còn bên đây thì có con hươu nè, các bạn thấy đẹp chưa? Đó, hello Dylan. Hi. Nè các bạn, bây giờ mình ghi gần lại cây thông nè các bạn. Wow, cây thông to là to luôn, từ trên lầu cao mà nhìn xuống tới dưới đất luôn nè các bạn. Đó, nhiều người người ta đứng đây chụp hình lắm nè các bạn. Bây giờ thì mình đi mua iPad
cho ba mẹ của mình. À, các bạn thấy hôm nay là Black Friday thì mọi người đi mua sắm rất là đông nè. À, các bạn mình mua được cái đồng hồ này là mình tâm đắc và mình rất là thích luôn. Bởi vì đây là limit version thì người ta sẽ có cái bảng giới hạn, chỉ trên thế giới chỉ sản xuất 1.000 cái đồng hồ này thôi. Nên là mình sẽ đeo đồng hồ này và sẽ không đụng hàng với ai hết. Mình không thích đi ra ngoài mặc đồ mà có người mặc đồ giống mình, nhìn nó kỳ lắm. Wow, các bạn thấy mọi người mua sắm nhộn nhịp chưa nè các bạn? Bởi vì Black Friday thì hầu như tất cả là đều giảm giá 30% đến 50%. Wow, không khí Giáng sinh đã đến rồi mọi người ơi. Các bạn thấy mọi người đi mua sắm rất là đông nè các bạn. Black Friday giảm giá nè. À, rất là đông luôn. Hồi nãy là còn vắng vắng, bây giờ xung quanh là người không là người luôn. Mà các bạn biết là ở Canada thì là rất là ít người đúng không? Coi như là bao nhiêu người dân Toronto đều tập trung ở đây để mua đồ hết nè các bạn. Nè các bạn thấy người đi đông không? Thì tụi mình mua được một cái iPad cho ba mẹ, rồi mua được cái đồng hồ cho mình nè, rồi mua thêm một số áo thun với lại đồ lưu niệm cho mấy em họ của mình. À, các bạn thấy người đông ơi là đông luôn. Hôm nay là tối thứ bảy nha các bạn, rất là đông. Và đây cũng là trước dịp Noel, đây là cái dịp cuối cùng để mọi người mua đồ rồi. Bởi vì còn 4 tuần nữa là đến Noel rồi các bạn. Và các bạn thấy là hôm nay là đợt giảm giá cuối cùng trước Noel rồi, nên là mọi người đi mua đồ rất là đông. À, và các bạn thấy con hươu người ta làm to nè. Cây thông Noel cũng to luôn.